Được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm ô tô Geneva Motor Show 1994, RAV4 được coi là người tiên phong trong phân khúc crossover cỡ nhỏ. Sau gần 1/4 thế kỷ kể từ khi ra mắt, những giá trị cốt lõi của RAV4 giờ đây đều trở thành nền tảng của những chiếc crossover đang được bán trên thị trường hiện nay. Những chiếc hatchback cao cấp này cũng đóng vai trò là con gà đẻ trứng vàng cho hầu hết các nhà sản xuất ô tô, bao gồm cả Toyota. Năm ngoái, đã vượt mặt Camry để trở thành mẫu xe liền khối bán chạy nhất tại Mỹ và vẫn đang trên đà duy trì danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất trong năm 2018. Trong video này, mời các bạn cùng Auto Daily tìm hiểu Toyota RAV4 thế hệ thứ 5 sở hữu những vũ khí gì. Diện mạo bên ngoài của xe đã được thay đổi mạnh mẽ góc cạnh và hầm hố khi sở hữu những đường nét thiết kế khỏe khoắn hơn, cụm đèn pha LED nhỏ và khá sắc, lưới tản nhiệt dạng tổ ong cách điệu ấn tượng. Xe vận hành trên platform hoàn toàn mới TNGAK, tương tự như Camry và Avalon. Đặc biệt là hãng xe Nhật khẳng định khung gầm cứng vững hơn 57% so với phiên bản hiện hành. Đi kèm cùng hệ thống giảm xóc linh hoạt, chiếc RAV4 thế hệ thứ 5 sở hữu khả năng vận hành tương đương với một chiếc xe hơi hạng sang. Ngoài ra, RAV4 còn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi khả năng xử lý linh hoạt với thân hình gọn gàng, dẻo dai, bản đạp phanh trơn tru, vô lăng linh hoạt. RAV4 2019 có thể chinh phục những cung đường núi treo leo một cách đầy phấn khích, không hề thua kém Mazda CX-5 hay Honda CR-V. Sức mạnh của Toyota RAV4 2019 đến từ khối động cơ 2,5 lít, 4 xi lanh thẳng hàng đầy uy lực, sản sinh công suất 203 mã lực tại 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn 250 Nm tại 5.000 vòng trên phút. Mặc dù động cơ có thể phát ra tiếng gầm rú, nhưng cabin vẫn được đảm bảo yên tĩnh nhờ hệ thống cách âm hiện đại giúp ngăn cản tiếng ồn từ bên ngoài. Với những trang bị mới, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 8 giây và có mức tiêu thụ nhiên liệu lần lượt là 8,7 lít trên 100 km trong thành phố, 6,9 lít trên 100 km trên đường cao tốc và 8,1 lít trên 100 km khi di chuyển trên đường hỗn hợp. Với các biến thể trang bị hệ dẫn động tất cả các bánh, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ là 9,1 lít trên 100 km trong thành phố, 7,1 lít trên 100 km đường cao tốc và 8,1 lít trên 100 km trên đường hỗn hợp. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp là lựa chọn duy nhất cho khách hàng. Ngoài ra, các phiên bản cao cấp Limited và Adventure còn được trang bị tính năng phân bổ mô men xoắn thông minh tới từng bánh. Với hệ thống khả năng dẫn động mới, 50% sức mạnh động cơ có thể được truyền tới một hoặc hai bánh sau. Trong khi đó, các phiên bản LE, XLE và XLE Premium vẫn được cung cấp hệ thống dẫn động tất cả các bánh, nhưng không có khả năng phân bổ mô men xoắn thông minh. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống điều khiển mô men xoắn Dual Vectoring, giúp xe vận hành thuận lợi trên cả đường on-road và off-road. Cụ thể, trên những cung đường phủ đá dầm, hệ thống này có thể giải phóng trục sau trong một số tình huống nhất định để truyền lực mạnh đến các bánh trước và cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe. Mặc dù không thể thay thế chiếc Jeep Wrangler, nhưng với khoảng sáng gầm xe 8,6 inch và khả năng kéo tối đa 1.590 kg, phiên bản off-road RAV4 Adventure hoàn toàn xứng đáng là một ứng cử viên sáng giá cho những chuyến dã ngoại và phiêu lưu cuối tuần. Ngoài ra, phiên bản Adventure còn được trang bị một gói độ đặc biệt dành riêng cho những tín đồ off-road được lấy cảm hứng từ Tacoma. RAV4 2019 vẫn sở hữu những đường cong mềm mại thay vì nét thô cứng của các phiên bản trước, cùng với đó là những chi tiết mang hơi hướng của chiếc SUV, chẳng hạn như mui xe dài và đuôi xe nhọn hơn. Tuy không thể giành được danh hiệu chiếc crossover cỡ nhỏ đẹp nhất, nhưng RAV4 2019 chắc chắn là một trong những mẫu xe hầm hố bậc nhất trong phân khúc. Trái ngược với vẻ ngoài hung hãn, thì khoang nội thất lại đáng yêu. Xe được trang bị bảng táp lô hiện đại và sang trọng. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch hoặc 8 inch cùng khả năng tương thích với Apple CarPlay, không được trang bị kết nối Android Auto. Mặc dù chiều dài cơ sở của RAV4 2019 đạt 269cm, tăng 3,04cm so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng không gian cho hành khách hàng ghế sau và khoang hành lý vẫn không có nhiều thay đổi. Bù lại, hàng ghế trước của xe được vô cùng thoải mái. Thể tích khoang hành lý của RAV4 2019 đạt 1.066 lít, lớn hơn chiếc Chevrolet Equinox 200 lít nhưng kém Honda CR-V 45 lít. Về an toàn, tất cả các phiên bản của RAV4 đều được trang bị tiêu chuẩn các tính năng an toàn chủ động như hệ thống cảnh báo tiền va chạm với phanh trước tự động, hệ thống đèn pha hai beam tự động, cảnh báo đi chệch làn đường, hỗ trợ đi đúng làn đường, hệ thống giữ làn đường và tính năng điều khiển hành trình thích ứng. Những tính năng này đều thuộc gói Toyota Safety Sense 2.0. Ngoài ra, tính năng giám sát điểm mù với cảnh báo giao thông phía sau cũng được cung cấp dưới dạng tùy chọn trên phiên bản cơ sở LE
và trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản XLE, XLE Premium, Adventure và Limited. Với càng nhiều nâng cấp thì giá xe của các bạn sẽ càng cao, với mức giá cơ bản 25.500 USD, RAV4 2019 đắt hơn 860 USD so với người tiền nhiệm. Đây cũng là mẫu xe khá đắt đỏ so với các mẫu xe trong cùng phân khúc như Honda CR-V 24.350 USD. Tuy nhiên, các phiên bản cơ sở của cả hai đối thủ này đều không được trang bị tiêu chuẩn những tính năng an toàn chủ động như Toyota RAV4. Với danh sách dài đằng dặc các tính năng an toàn cũng như công nghệ hiện đại, thì tất cả sẽ giúp RAV4 2019 dự đoán sẽ là một mẫu xe ăn khách ở trong phân khúc. Toyota RAV4 2019 sẽ được tung ra thị trường vào tháng 12 tới, trong khi phiên bản RAV4 Hybrid trị giá 27.700 USD sẽ có mặt tại các đại lý vào tháng 3 năm 2019. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, nhớ like, share video này và cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những tin tức về xe mới nhất tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!